Hoàng Thùy Linh khiến fan suýt xoa trước bộ ảnh cực kỳ gợi cảm. Cũng giống như Chibu, Hoàng Thùy Linh vừa tung ra những khoảnh khắc mộc mạc nhưng vô cùng xinh đẹp. Hoàng Thùy Linh là một trong số những mỹ nhân Việt được đánh giá cao về nhan sắc, hình thể và gu thời trang. Sự xuất hiện của cô ở bất kỳ đâu cũng không làm khán giả thất vọng bởi gu thời trang cực kỳ xanh điệu, gợi cảm và quyến rũ. Mới đây, trên trang Instagram, nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh vừa đăng tải loạt khung ảnh giường chiếu nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần xinh đẹp. Những suất ảnh cận mặt đã làm cho người hâm mộ phải suýt xoa vì nhan sắc của giọng ca bánh trôi nước. Không còn phấn son quá kỹ lưỡng, Hoàng Thùy Linh cũng đủ tỏa sáng với gương mặt góc cạnh và thần thái vốn có. Bức ảnh này được thực hiện khá đơn giản từ trang phục đến bối cảnh, chủ yếu ghi lại hết những cảm xúc trên gương mặt của Hoàng Thùy Linh. Chẳng khoe đường cong cơ thể hay vòng một nóng bỏng, Hoàng Thùy Linh vẫn chiếm được tình cảm của khán giả bởi nét xinh đẹp vốn có. Có thể nói đây chính là những khoảnh khắc của tuổi thanh xuân mà bất cứ cô gái nào cũng mong muốn lưu giữ được, vừa mộc mạc lại vừa chân thật. Chỉ cần một chiếc đầm đơn giản, một tấm màn trắng trong một căn phòng cùng những tia sáng, Hoàng Thùy Linh đã có ngay loạt ảnh đời thường nhưng không kém phần nghệ thuật. Giờ đây khi nhan sắc và sự nghiệp trưởng thành vững chắc, Hoàng Thùy Linh lại luôn khiến người hâm mộ nghi ngờ quan hệ tình cảm với nam người mẫu Điển Trai Vĩnh Thụy. Dù cho cặp đôi chưa lên tiếng xác nhận, nhưng những cử chỉ dịu dàng quan tâm nhau tại các sự kiện, những hành động và bức ảnh mà họ chia sẻ lại đang chứng minh họ là một cặp. Khán giả đang rất mong ngóng một lời xác nhận từ phía hai nhân vật chính, để họ có được cơ hội chúc phúc cho một cặp đôi đẹp của làng giải trí Việt. Ngọc Lan gửi lời yêu thương đến con trai, Kiều Minh Tuấn vào phán, mong con gặp nhiều trắc trở, khổ sở và thất bại. Trước những lời tâm huyết mà kiều nữ Ngọc Lan gửi đến con trai đầu lòng, diễn viên Kiều Minh Tuấn đã để lại bình luận. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Ngọc Lan bất ngờ viết tâm thư gửi đến con trai đầu lòng. Kiều nữ trăn trở liệu lớn lên, con có đủ mạnh mẽ và vững vàng trên con đường đời khi không có mẹ bên cạnh chở che. Đêm ở Busan không ngủ được, leo ra nhìn con ngủ rồi tự cười, sao con đáng yêu thế, rồi lòng chợt quặn lại khi nghĩ đến tương lai. Sau này khi con lớn lên, rời xa vòng tay mẹ rồi con đi có vững không? Con đường con đi có an toàn không? Con có đủ sức mạnh để vượt qua thử thách cuộc đời không? Con hãy cố gắng con nhé, không cần làm điều tốt đâu, chỉ cần con làm điều đúng thôi. Mẹ sinh con ra với một hoài bão rằng tương lai con sẽ hạnh phúc, nên sau này hãy hạnh phúc con nhé. Đừng phí phạm tuổi trẻ, đừng sống sai con nhé, đúng thì sẽ hạnh phúc. Mẹ yêu con là lý tưởng của mẹ, Ngọc Lan tâm sự. Dòng trạng thái đã chạm đến trái tim của những bậc làm cha làm mẹ. Bên dưới bài viết, nhiều khán giả bày tỏ sự đồng tình với suy nghĩ của Ngọc Lan. Đặc biệt, diễn viên Kiều Minh Tuấn cũng bất ngờ để lại lời nhắn. Anh mong những điều tốt đẹp sẽ đến với bé Phôi. Thưa, mong con gặp nhiều trắc trở, khổ sở và thất bại khi còn trẻ, để rồi sẽ đúng đắn và hạnh phúc hơn. Hiện tại Ngọc Lan đang ở Hàn Quốc cùng ông xã và con trai. Cả gia đình cùng lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời bên nhau. Tổ ấm tràn ngập tiếng cười của Ngọc Lan làm nhiều người khác ngưỡng mộ. Nghệ sĩ Tinh Ri bị tố vô ơn bạc nghĩa với Hoài Linh, mời diễn từ thiện từ chối nhưng đi show khác cách xê rất oách. Trong nghề này, người chịu ơn anh Hoài Linh nhiều vô số kể, biết duy trì hay không là do người ta thôi. Còn quay lại phản anh Linh thì chắc không ai dám đâu, Hứa Minh Đạt nói. Một tay Hoài Linh nâng đỡ cho rất nhiều anh em nghệ sĩ, ca nhạc đã không ít, ở lĩnh vực diễn hài thì nhiều vô số. Hoài Linh âm thầm giúp đỡ nhiều người, ngoài những cái tên lớn mà ai cũng biết như Chí Tài, Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Lâm, Trường Giang, thì danh hài còn âm thầm giúp đỡ rất nhiều người. Có lần Chí Tài nói với phóng viên, đối với tôi Hoài Linh chẳng những là đồng nghiệp mà còn là thần tượng của tôi trong nghề. Cách sống và cá tính của Hoài Linh tôi cũng rất ngưỡng mộ. Tôi có được như ngày hôm nay, công cán của Hoài Linh không ít. Tôi là người biết trái biết phải, biết nhớ ơn, nên Hoài Linh nói gì là tôi nghe ngay. Mới đây trong câu chuyện với diễn viên Hứa Minh Đạt, anh cũng tâm sự, tôi được khán giả biết tới nhiều hơn là nhờ anh Hoài Linh. Anh Linh âm thầm giúp tôi nhiều lắm. Anh Linh thấy ai có thực tài là tạo cơ hội cho va chạm, tiếp xúc nhiều với khán giả. Bởi khán giả của anh Linh rất nhiều, diễn chung với anh Linh sẽ được khán giả biết tới nhiều hơn, mình sẽ có cơ hội bật lên. Anh Linh rất rành văn hóa vùng miền, nên chỉ cho tôi cách quăng miếng dựa vào phương ngữ hoặc tập quán địa phương, khán giả rất thích.
khi khán giả đã có cảm tình thì mình làm gì họ cũng thích, mình được ga lên luôn. Đặc biệt nhờ anh Linh mà tôi được tiếp xúc với khán giả hải ngoại. Ở hải ngoại bầu show đâu biết tôi là ai, nhưng anh Linh giới thiệu, họ mời anh Linh và anh Linh lại đưa tôi đi Mỹ, đi Úc, đi Nhật. Anh Linh đã tạo cho tôi ánh hào quang của nghề này. Trước đó có Trường Giang, nhờ diễn chung với anh Linh mà Trường Giang có cơ hội bật lên từ vai mười khó. Hoài Lâm cũng vậy, Hoài Lâm cũng là một tay anh Linh giúp, dĩ nhiên Hoài Lâm có thật tài. Hồi đó Hoài Lâm hát đoàn Lô Tô, anh Linh thấy Hoài Lâm hát hay và có duyên nên dắt đi diễn chung, nhận làm con nuôi. Nhờ diễn chung với anh Linh ở nhiều chương trình lớn mà khán giả biết tới Hoài Lâm nhiều hơn. Anh Linh lấy lòng vị tha của mình làm sức mạnh. Tuy Hoài Linh là người ơn với rất nhiều người từ ca sĩ đến diễn viên hài, nhưng không phải ai cũng biết trân trọng và giữ gìn ân tình này. Duy là một ví dụ, Duy theo Hoài Linh diễn nhóm ở khắp nơi. Nhờ có Hoài Linh mà khán giả biết mặt tên Duy. Rồi nhờ một vai diễn ấn tượng, Duy được mọi người ca ngợi. Tranh thủ cơ hội, Duy làm live show riêng, rồi tên tuổi lên như diều gặp gió, càng lúc càng nổi tiếng. Duy tách ra lập nhóm hài riêng, không chỉ đắt show mà cách xê một phim cũng được tính bằng tiền tỷ. Mọi người bảo nếu không có Hoài Linh thì chắc chắn Duy không bao giờ có cái tên và vị trí như ngày hôm nay. Ấy vậy mà khi có tên tuổi, Duy lại quên ơn nghĩa của đàn anh. Những ngày nghèo khó, lần đó Hoài Linh tổ chức một chương trình biểu diễn từ thiện ở tỉnh. Dĩ nhiên đã là chương trình từ thiện thì hoặc không có cát xê hoặc cát xê chỉ mang tính tượng trưng. Hoài Linh mời Duy nhưng Duy từ chối với lý do em kẹt show. Nhưng đúng ngày đó, giờ đó, cũng tại địa phương đó, Duy xuất hiện trong một show diễn với cát xê rất oách. Dĩ nhiên Hoài Linh buồn nhưng anh không trách, chỉ những người biết chuyện thì thấy ấm ức thay cho anh. Phóng viên đem câu chuyện này chia sẻ với diễn viên Hứa Minh Đạt, hỏi anh rút ra bài học gì cho mình. Hứa Minh Đạt bảo, trong nghề này, người chịu ơn anh Linh nhiều vô số kể, biết duy trì hay không là do người ta thôi. Còn quay lại phản anh Linh thì chắc không ai dám đâu. Anh Linh cũng không chấp gì mấy chuyện đó. Anh Linh không trách móc dù người ta có chơi hay đâm sau lưng anh. Anh Linh bình thản lắm, anh Linh lấy lòng vị tha của mình ra làm sức mạnh. Về phần tôi, cứ sống đúng thật với con người mình. Mỗi khi gặp chuyện tôi cũng hay hỏi anh Linh, anh đều cho tôi lời khuyên để giải quyết. Người ta chơi mình mà mình phản kháng thì họ càng hứng thú, lại chơi nữa. Nhưng nếu mình im lặng bình thản thì họ mất hứng. Cứ bình thường thôi, có khi tôi còn cảm ơn nữa. Vì nhờ họ như vậy mà mình đứng vững hơn, chững chạc hơn. Biết người ta sống thế nào là đủ, coi như hiểu hơn về một con người. Cưới nhau chưa lâu, Lâm Khánh Chi bất ngờ kiện chồng trẻ ra tòa vì tội ngược đãi vợ. Sẵn ông xã Lâm Khánh Chi, Việt Hương lo chiều cao cân nặng của Trấn Thành đem ra so sánh và buông lời cay đắng khiến nam danh hài bẻ bàng. Xuất hiện trong phiên tòa tình yêu tuần này là cặp vợ chồng nổi tiếng Lâm Khánh Chi cùng bộ ba Việt Hương Trấn Thành Hồng Vân, được biết đến là người đẹp chuyển giới nổi tiếng của showbiz Việt cùng những phát ngôn gây choáng. Lâm Khánh Chi luôn là tâm điểm chú ý của dư luận. Sau nhiều cuộc tình ồn ào không đi đến hồi kết, cuối năm 2017, Lâm Khánh Chi chính thức lên xe hoa cùng ông xã kém tuổi Phi Hùng. Gần nửa năm về chung một nhà, cặp đôi Khánh Chi Phi Hùng vẫn giữ được cuộc sống mặn nồng hạnh phúc như thuở mới yêu. Mới đây trong phiên tòa tình yêu, Lâm Khánh Chi bất ngờ tố cáo ông xã đã có hành vi ngược đãi khi không cho cô ăn cơm. Phi Hùng yêu cầu bà xã thực hiện chế độ ăn rau xanh thịt nhưng không ăn tinh bột. Điều này khiến người đẹp chuyển giới tức giận và đòi kiện chồng trẻ. Cũng trong cuộc kiện tụng, Việt Hương bất ngờ đem Trấn Thành ra cân đong đo đếm, thừa nước đục thả câu. Nữ danh hài yêu cầu chồng Lâm Khánh Chi đứng kế bên ông xã Harry Won để so sánh chiều cao và dìm hàng nam danh hài. Trước số đo ấn tượng 1m82, nặng 74kg của ông xã Khánh Chi, Việt Hương thẳng thừng tuyên bố 1m82, nặng 74kg và bên đây là 1m74, nặng 82kg. Trước phát ngôn của đàn chị, Trấn Thành đáp trả, cuộc đời em chưa bao giờ leo lên 82kg cả. Thưa thẩm phán, tôi chỉ có 74kg thôi. Để đối chiếu, Việt Hương yêu cầu chương trình mang cân để Trấn Thành thực hiện thao tác công khai cân nặng chính thức. Kết quả cuối cùng, nam danh hài chỉ nặng 76,3kg. Trước màn đối đáp đầy kịch tính của bộ đôi Việt Hương Trấn Thành, khán giả trong trường quay và vợ chồng Lâm Khánh Chi được phen cười bò. Về chuyện Lâm Khánh Chi, cô cho hay, trước khi cưới thì cho ăn cơm, bây giờ cưới thì không cho ăn, kể cả cô có năn nỉ xin nửa chén cơm Phi Hùng cũng không cho. Phi Hùng cho hay, đã nửa năm nay anh không cho vợ ăn cơm,
Vì muốn cô giữ đúng số cân nặng, giữ gìn được vóc dáng. Chẳng những thế, anh yêu cầu cô không được mặc đồ gợi cảm. Nếu đồ mặc đi diễn của cô có chút hở hang, sẽ lập tức bị anh phàn nàn. Lâm Khánh Chi cũng ấm ức tiết lộ những nguyên tắc được ông xã đưa ra sau kết hôn, như hai vợ chồng phải sử dụng chung Facebook, không được đi chơi quá lâu với bạn bè, hoặc nếu có đi thì 21 giờ phải về. Tuy nhiên, tất cả những điều anh đưa ra với cô đều xuất phát từ tình cảm rất lớn mà anh dành cho bà xã. Từ sau khi kết hôn, Lâm Khánh Chi ngày càng xinh đẹp hơn. Giờ đây cô đã được sống đúng với con người mình, có được người chồng điển trai và yêu thương cô hết mực. Anh luôn chăm sóc và tháp tùng vợ ở bất cứ nơi đâu.